Sao Nam châu Á huynh đệ tương tàn, vì mỹ nhân, song Jong Ki Park Bo Gum có ẩn tình nhưng chưa gắt như ba cặp này. Những câu chuyện hảo tỉ muội trong làng giải trí cùng yêu một người đàn ông được truyền thông khai thác rất nhiều. Phản ứng của các nhân vật chính trong hàng loạt vụ lùm xùm nói trên thường rất gay gắt, thậm chí nhiều người đã từ mặt nhau. Còn với những sao nam thì sao? Công chúng luôn tò mò liệu các cặp anh em tốt trong làng giải trí sẽ giải quyết ra sao nếu họ cùng dính dáng tới một người phụ nữ. Nhắc tới tình huống này, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới ngay Song Jong Ki và Park Bo Gum. Vụ lùm xùm của cặp anh em này mới chỉ dừng ở mức tin đồn, nhưng vẫn đủ khiến cộng đồng mạng dậy sóng trong suốt hơn một năm qua. Cũng phải nhấn mạnh thêm rằng, những động thái từ phía tài tử họ Song sau khi Song Hye Kyo Park Bo Gum vướng tin đồn hẹn hò vẫn chưa gay gắt như ba cặp sao còn lại trong danh sách. Song Jong Ki Park Bo Gum từng được xem là một cặp anh em thân thiết của làng giải trí xứ Kim Chi. Hiện tại, thật khó để xác định họ có còn xem nhau như bạn bè nữa hay không. Được biết, Song Jong Ki vốn có một hội bạn thân toàn tài tử cực phẩm tầm tuổi nhau của làng điện ảnh Hàn như Kim Woo Bin, Lee Kwang So, Jo In Sung, Deo, Eko, Cha Tae Hyun và Park Bo Gum. Hội bạn thân này thỉnh thoảng cùng tụ tập uống rượu, du hí khắp nơi và cũng có lúc không hẹn mà gặp trong các sự kiện. Riêng Park Bo Gum và Song Jong Ki từng làm nên khoảnh khắc thần thánh tại lễ trao giải KBS Drama Award. Trên sân khấu nhận giải, Park Bo Gum đã rơi nước mắt khi cảm ơn đàn anh Song Jong Ki, khiến nam tài tử hậu duệ mặt trời phải bật khóc theo. Trong hôn lễ hoành tráng của Song Song, Park Bo Gum là một trong những khách mời đặc biệt nhất. Tài tử mây hoa ánh trăng còn được giao nhiệm vụ đánh piano gửi tặng ca khúc ý nghĩa như lời chúc phúc dành cho cặp đôi Song Song. Khoảnh khắc ấn tượng của Park Bo Gum và Song Jong Ki tại lễ trao giải KBS Drama Award. Tuy nhiên, thời điểm Song Song chính thức ly dị, Park Bo Gum bỗng bị đồn là người thứ ba xen vào mối quan hệ của cặp đôi hậu duệ mặt trời. Sau đó, nguồn tin kín được cho là đại diện Song Jong Ki đã lên tiếng phủ nhận tin đồn ngoại tình giữa Song Hye Kyo và Park Bo Gum. Nhưng đáng nói, ngay sau đó, phía đại diện của Song Jong Ki lại phủ nhận tin tức này và khẳng định không hề đưa ra bất cứ thông tin phản hồi nào về vụ việc. Cộng đồng mạng tiếp tục đặt nghi vấn về những bất hòa trong mối quan hệ Song Jong Ki Park Bo Gum khi nam tài tử hậu duệ mặt trời có động thái khá dứt khoát ngay sau thời điểm tin đồn tình ái của vợ cũ và người em thân thiết rộ lên lần nữa. Lần này, Song Hye Kyo dính tin đồn hẹn hò với Park Bo Gum vì đăng tải story chụp lại ca khúc Love Makes Me Grown Up, ca khúc mà tài tử họ Park từng cover. Ngày hôm sau, Song Jong Ki tuyên bố rời khỏi công ty Blossom Entertainment một khi hết hạn hợp đồng. Được biết đây là mái nhà chung của Song Jong Ki và Park Bo Gum. Trước đó khi Song Song ly hôn, tin đồn Blossom đứng về phía Park Bo Gum khi nam diễn viên này ngoại tình với Song Hye Kyo khiến Song Jong Ki cảm thấy bất mãn cũng rộ lên. Thêm một dấu hiệu cho thấy có gì đó trong mối quan hệ của Song Jong Ki Park Bo Gum, đó chính là kể từ khi Song Song ly hôn, hai nam tài tử không xuất hiện cùng nhau, khác hẳn thời dính như Sam trước đây. Là trí tưởng Âu đệ chơi thân với nhau từ trước khi gia nhập làng giải trí. Việc sinh cùng tháng cùng năm khiến hai người từng đặc biệt xem nhau như anh em một nhà. Họ còn thành lập một nhóm nhạc cùng nhau phát hành hai album trước khi tan rã. Trong Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, La Chí Tường đảm nhận vai nam chính còn Âu Đệ, hóa thân thành người hầu thân cận của Tiểu Trư. Thân thiết từ trong phim ra đời thật nhưng La Chí Tường được cho là đã mắc một lỗi lớn với người anh em của mình. Khi tham gia một show truyền hình, Âu Đệ kể lại câu chuyện đau đớn bị bạn thân giật người yêu. Dù không chỉ đích danh nhưng netizen cho rằng Âu Đệ nhắm tới La Chí Tường. Theo lời kể của Âu Đệ, trước khi đi nghĩa vụ quân sự, anh đã giao cô bạn gái người mẫu Makizo cho người bạn này chăm sóc. Không thể ngờ rằng, người anh em thân thiết với nam diễn viên họ Âu đã giật luôn bố của anh. Có nguồn tin cho hay, Makizo chớ chẽn gọi điện cho Âu Đệ và nói rằng, cảm ơn anh vì đã tìm được người có thể chăm sóc cho em. Sau xì căng đan giật bạn gái, mối quan hệ giữa La Chí Tường Âu Đệ dường như đã trở nên không còn thân thiết như trước. Trong đám cưới của Âu Đệ, tài tử họ La không tham dự. Cách đây không lâu, La Chí Tường lao dốc sự nghiệp sau khi bị bạn gái cũ Âu Dương Thanh bóc phốt ngoại tình. Giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng, Âu Đệ đã đăng video con mình lên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, hai cư dân mạng đã để lại những comment hả hê trước thảm cảnh của La Chí Tường. Âu Đệ đã bất ngờ nhấn like hai bình luận này. Tạ Đình Phong Trần Quán Hy chơi thân với nhau trước khi gia nhập làng giải trí. Được biết, hai ngôi sao từng học chung một lớp thời trung học. Trước khi chạm tới thành công, họ đã động viên nhau rất nhiều trên con đường hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, hai người dần trở nên xa cách sau lùm xùm tình ái giữa Trần Quán Hy và Trương Bá Chi. Còn nhớ, vào năm 2008, làng giải trí châu Á chấn động khi Trần Quán Hy vướng xì căng đan lộ ảnh nóng với loạt sao nữ Hoa Ngữ.
Trương Bá Chi khi đó, vẫn còn là vợ của Tạ Đình Phong cũng xuất hiện trong danh sách mỹ nhân nói trên. Sau Xì Căng Đan chấn động, mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong Trần Quán Hy được cho là đã trở nên vô cùng căng thẳng. Thậm chí, từng xuất hiện tin đồn tài tử họ Tạ suýt nữa đã đấm vào mặt Trần Quán Hy khi hai người chạm mặt nhau ngay trong năm 2008. Vào năm 2011, hai tài tử hàng đầu Hong Kong lại suýt chạm mặt ở trên một con phố. Trong lần này, Trần Quán Hy chủ động né tránh Tạ Đình Phong. Khi thấy đám đông phóng viên xuất hiện gần chỗ mình, nam ngôi sao họ Trần tò mò hỏi họ, các bạn đang làm gì ở đây vậy? Một người trong số họ vừa cười vừa trả lời, chúng tôi đợi người bạn thân của anh Tạ Đình Phong, cắt tóc xong. Trần Quán Hy liền thay đổi sắc mặt tỏ thái độ phớt lờ phóng viên. Một phóng viên gặng hỏi, anh còn giữ liên lạc với Trương Bá Chi chứ? Ngay lập tức, Trần Quán Hy liền quay mặt vội vã bỏ đi. Vài năm trở lại đây, nhiều nguồn tin cho biết, mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong Trần Quán Hy đã dần được cải thiện nhưng trên thực tế, hai nghệ sĩ không hề có một tấm hình chụp chung nào. Nhiều người cho rằng, dù có nối lại quan hệ thì hai tài tử cũng khó có thể thân thiết như xưa. Giả Nãi Lượng Gon. Gon từng là một người em thân thiết với Giả Nãi Lượng trong làng giải trí. Không khó để bắt gặp những hình ảnh cả hai chụp cùng nhau. Có một khoảng thời gian, Giả Nãi Lượng còn bắt chước theo phong cách của Gon. Tuy nhiên, sau khi nam rapper vướng Xì Căng Đan tình ái với Lý Tiểu Lộ, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ đã trở nên rất căng thẳng. Còn nhớ, hồi cuối năm 2017, Lý Tiểu Lộ lộ ảnh ngoại tình với đàn em Phong kém cô 13 tuổi. Cụ thể, vào hôm ngày 29 tháng 12, sau khi kết thúc lịch trình, cô đã tới một nhà hàng dùng bữa. Hai tiếng sau, nữ diễn viên đi ra ngoài với Phong và tới nhà của nam rapper này. Theo lời paparazzi, khoảng 2 giờ 40 phút phút sáng, ánh đèn nhà nam ca sĩ trên vụt tắt, trong khi đó bà xã của Giả Nãi Lượng vẫn không trở ra. Vụ Xì Căng Đan không chỉ làm cho cuộc hôn nhân của Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng tan vỡ, mà còn khiến nam diễn viên họ Giả mất đi một người em thân thiết. Từ sau khi vụ Xì Căng Đan nổ ra, Giả Nãi Lượng và Phong không còn xuất hiện cùng nhau trong một khung hình. Thậm chí, nam rapper còn có động thái gay gắt nhắm đến đàn anh khi đang livestream. Hồi cuối năm 2019, trong buổi livestream giao lưu với người hâm mộ, Gon đã có một phát ngôn gây sốc. Cụ thể, nam rapper đã thẳng thừng tuyên bố, trăm nhân chắc chắn sẽ có quả, báo ứng của anh chính là tôi đây. Nhiều người cho rằng, Gon đang muốn nhắm tới Giả Nãi Lượng bởi nam rapper nói câu này, ngay đúng thời điểm đàn anh chính thức tuyên bố ly hôn với Lý Tiểu Lộ. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.